Xin kính chào bà con. Bà con đang theo dõi chương trình Khuyến Nông được phát sóng vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTC16. Tận dụng những điều kiện về đất đai, khí hậu, thời gian qua, nhiều địa phương ở tỉnh Hải Dương đã hình thành những vùng chuyên canh cây ăn quả theo hướng hàng hóa, mang lại thu nhập cao cho người dân. Trong đó có cây dưa hấu. Đây là loại quả dễ ăn, thị trường tiêu thụ rộng rãi, người tiêu dùng sử dụng quanh năm. Chính vì vậy, tỉnh này đã có tới 2.000 hectare để canh tác đối tượng cây trồng này. Đặc biệt, từ khi đưa giống dưa hấu lai vào trồng, hiệu quả kinh tế càng rõ rệt khi nông dân có lợi nhuận tới 6 triệu đồng trên một sào. Những cánh đồng dưa hấu trải dài tít tắp, những quả dưa hấu to dài, bóng đẹp, trọng lượng quả dao động từ 2,5 đến 4 kg. Khi chín, vỏ quả màu xanh thẫm, có kẻ dọc mờ, cùi mỏng, ruột dưa hấu đỏ xốp, nhiều nước và có vị ngọt. Đây là những ưu điểm nổi trội của giống dưa hấu lai F1 Nova 07 đang được trồng phổ biến ở khu bãi bồi rộng lớn thuộc xã Đức Chính. So với giống dưa hấu nông dân thường sử dụng, giống Nova 07 có khả năng thâm canh tốt, chống chịu được nhiều loại sâu bệnh trong vụ xuân và mưa úng vụ hè thu. Thưa quý vị, thưa bà con, nếu như mà chúng ta về xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng của tỉnh Hải Dương trong những ngày này thì sẽ thấy bạt ngàn những cánh đồng dưa hấu. Và hiện nay thì những ruộng dưa hấu này đang vào độ cho thu hoạch rộ. Cây dưa hấu hiện đang mang lại cho người dân lợi nhuận khoảng từ 6 cho đến 7 triệu đồng trên một sào. 7 sào dưa hấu này là của gia đình ông Nguyễn Văn Sợp. Trung bình mỗi sào, ông thu được từ 1,2 đến 1,5 tấn quả, cao hơn các giống dưa hấu khác từ 3 đến 5 tạ. Đạt được kết quả này là nhờ ông đã chọn đúng giống dưa hấu phù hợp với tập quán canh tác và điều kiện thổ nhưỡng của đồng đất quê hương. Tôi trồng thì cũng có hàng chục năm nay rồi. Riêng cái dưa hấu này, Nova này tôi trồng năm nay năm thứ 3. Cái giống dưa này thì được cái nó khỏe, chống chịu bệnh tốt. Khi mà thời tiết thay đổi thì nó cũng chống bệnh, là mình chỉ cần phun phòng qua là nó cũng xử lý được, sẽ hạn chế được bệnh và nó cho năng suất ổn định. Theo ông Sợp, giống dưa hấu lai này được ông trồng khoảng 1 đến 2 vụ một năm. Ông cho biết sau khi thu hoạch hết diện tích cà rốt, đối tượng cây trồng chủ lực của xã ở vụ thu đông, bà con nơi đây sẽ chuyển sang trồng dưa hấu và một số loại cây rau màu khác. Việc luân canh cây trồng như vậy đã mang lại lợi ích không ngờ, vừa đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, vừa giúp mầm bệnh lưu tồn trong đất, không có khả năng gây hại cho những lứa cây trồng sau. Thông thường vụ thu đông là cũng ít người trồng ở đây, người ta thường gieo cà rốt. Chỉ người ta chủ yếu là ở xã Đức Chính này trồng cái vụ xuân hè, là cái vụ này là vụ chính. Nó chỉ kéo dài trong vòng khoảng 3 tháng từ khi đặt hạt đến khi thu hoạch hết thì nó còn cho năng suất là tương đối cao. Thế còn sang cái mùa hè nóng bức là dưa không phát triển được. Trồng dưa hấu này mà có thì ký được hợp đồng tiêu thụ ổn định thì nó chắc chắn nó sẽ hơn là anh cà rốt. Về cái giá trị thì nó ngang với cà rốt, có năm thì hơn. Nhưng thời gian thì thâm canh nó ngắn, nó khoảng 6 hơn 60 ngày. Như cà rốt khoảng độ 3 tháng. 4 tháng, 5 tháng cũng có. Do vậy, có hộ người ta sẽ trồng cái trên một diện tích này, người ta trồng hai vụ dưa. Nếu bây giờ thu hoạch, người ta sẽ trồng tiếp một vụ nữa. Vụ nữa sau đó người ta đợi ruộng đến trồng cà rốt sau. Thực hiện đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung từ năm 2017, tỉnh Hải Dương đã khuyến khích bà con mở rộng diện tích canh tác cây dưa hấu, đặc biệt là giống lai mới này, do những đặc tính ưu việt mà chúng mang lại. Để đầu tư một rào trồng dưa hấu, bà con phải bỏ ra số vốn khoảng 2,5 triệu đồng, gồm tiền giống, phân bón, ni lông phủ ruộng. Trong đó, bà con được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương hỗ trợ 40% giá giống và thuốc bảo vệ thực vật. Một sào dưa là khoảng từ 1 tấn 2 đến 1 tấn rưỡi. Giá hiện tại thời điểm này là 9.500 đến 10.000 một kg. Thì chúng tôi tính bình quân là khoảng độ 6-7 ngàn cân, thì khoảng độ 7 đến 9 triệu một sào. Thì chi phí cho một sào là khoảng độ 2 triệu rưỡi đến 3 triệu. Thì người dân thu về lợi nhuận về khoảng độ 5 đến 6 triệu
một sào. Để thúc đẩy cái phát triển cái diện tích dưa hấu trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó thì có các cái đồng cánh đồng bãi như là của cái xã Đức Chính của huyện Cẩm Giàng ấy, thì Ủy ban dân tỉnh hỗ trợ 70 hecta là giống dưa hấu Nova 07. Thì đây cũng là một cái loại mà giống dưa hấu thì rất là tốt, mà thị trường thì cũng chấp nhận và tiêu thụ hiện nay là rất là đắt. Đấy, thế và bà con nông dân thì chăm sóc kỹ thuật thì cũng tương đối là dễ dàng. Đấy, và năng suất thì cao, chất lượng thì cũng rất là tốt. Với 70 hecta gieo trồng giống dưa hấu lai, toàn xã Đức Chính thu được hàng trăm tấn dưa hấu. Bà con thu hoạch đến đâu, thương lái về tận ruộng thu mua đến đó. Thương lái thì thông thường những dưa to thì người ta thường là chuyển cho xe đi xuất khẩu Trung Quốc. Còn dưa hoặc là thị trường Hà Nội. Và tất nói chung là thị trường tất cả trong nước, hầu như kể cả Huế, Đà Nẵng người ta cũng ăn. Vào cái giai đoạn mà ở đây có dưa thì miền Trung là hết dưa. Giống như tất cả các loại dưa hấu nói chung, dưa hấu lai F1 Nova 07 cũng ưa phát triển ở các loại đất giàu dinh dưỡng, thoát nước tốt. Khi trồng, bà con nên lựa chọn và tỉa bớt quả, chỉ để một quả một giây sẽ giúp cây tập trung nuôi quả, chất lượng, mẫu mã và năng suất dưa hấu đều tốt hơn. Trong canh tác dưa hấu nói riêng hoặc bất cứ loại cây trồng nào nói chung, người trồng đều muốn thu được sản phẩm có năng suất cao và chất lượng tốt. Với cây dưa hấu, không phải cứ trồng thật dày cây, cứ để thật nhiều quả là sẽ cho năng suất cao. Vậy để trồng dưa hấu đạt năng suất và phẩm chất cao, người trồng dưa hấu cần chú ý những vấn đề gì? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình. Thưa quý vị, quả dưa hấu ở trên tay tôi thì nặng tới hơn 3 kg cơ ạ. Và ở trong cánh đồng dưa hấu này thì trung bình mỗi một quả cũng sẽ có mức cân dao động trong khoảng là 2,5 cân cho đến 3 cân, và thậm chí là còn 3,5 cân nữa. Những quả dưa hấu có trọng lượng như thế này rất được thị trường ưa chuộng. Đây được xem như mẫu cân nặng chuẩn để định giá cho quả dưa hấu. Vì nếu quả quá to sẽ rất ít người mua, còn quả quá nhỏ cũng rất khó bán. Trước sau cũng sẽ tìm được thương lái, là cơ bản là gần hết, có số còn lại thì những dưa kém quá thì người ta cũng phải đem ra chợ ta bán. Vậy làm sao để khống chế được cân nặng của quả dưa trong ngưỡng lý tưởng nhất? Bí quyết của người nông dân xã Đức Chính là ở khâu chọn dưa trên cây. Thông thường mỗi một dây dưa hấu sẽ ra 4 quả non, tính từ gốc lên là quả thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba và quả thứ tư. Để cây tập trung dinh dưỡng nuôi quả tốt nhất, người dân thường tỉa bớt đi 3 quả non, chỉ để lại một quả duy nhất trên cây. Để cho quả nó đồng đều, cũng như là sau này bán sẽ năng suất cao, thì chúng ta phải để hoa thứ 3, hoa thứ 4. Thì lúc đó khi bắt đầu thụ phấn và lúc đó cây đã sinh trưởng phát triển đã đủ rồi, dinh dưỡng rồi thì nó mới nuôi quả cũng như nó mới đồng đều được. Ngoài ra, một bí quyết tuy đơn giản nhưng bà con phải chú ý thực hiện ngay từ đầu vụ khi bắt đầu gieo trồng. Đó là việc giữ khoảng cách giữa cây với cây, hàng với hàng. Cây phải tối thiểu 40cm đối với cây dưa hấu. Nếu như chúng ta để mà khoảng cách nó hẹp quá, nó chỉ 20 phân thì quả nó sẽ nhỏ. Vì cây nó trong gần, nó mau, thì quả đạt từ dưới 2 cân. Mà yêu cầu phải từ 3 cân trở lên thì thương lái người ta mới thị trường ưa chuộng. Nếu như chúng ta để thưa quá thì quả nó lại to quá, và thứ hai là năng suất sẽ giảm trên đơn vị diện tích. Một yếu tố nữa giúp năng suất dưa hấu đạt tốt là phải hạn chế tối đa bệnh hại cây trồng. Để thực hiện tốt yêu cầu này, bà con chỉ cần chú ý khâu làm đất thật tốt là đã loại bỏ những mầm bệnh tàn dư trên đồng ruộng, ngăn chặn nguy cơ lây lan cho cây dưa hấu. Và vì dưa hấu có rễ mọc sâu, chịu úng kém nên bà con cần chọn đất thoát nước tốt, cơ cấu nhẹ, tầng canh tác sâu, không quá phèn. Sau khi cày bừa, dù là phải là tơi nhỏ. Cái thứ hai là đánh lên luống thì chúng ta phải luống, phải làm mất 8 trở lên. Ngoài ra trong quá trình chăm bón, chúng ta phải tưới thường xuyên cho cây để đảm bảo cho cây tươi và đảm bảo cho quả nó phát triển, sinh trưởng phát triển đều. Như vậy, chỉ với công việc rất đơn giản, bất cứ nông dân nào cũng có thể làm được, là đã giúp bà con có được một vụ mùa thu hoạch dưa hấu thắng lợi, năng suất cao.
bà con, ngày hôm nay, Cóc Tư Vấn đã nhận được thắc mắc của bà con liên quan tới lĩnh vực trồng trọt. Những thắc mắc này đã được các chuyên gia thuộc Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia giải đáp. Mời bà con chú ý theo dõi. Và câu hỏi đầu tiên đến từ khán giả Nguyễn Thị Bình với số điện thoại 0327 3 số cuối 780 tại Minh Tân, Bảo Yên, Lào Cai có hỏi. Hỏi cách xử lý hạt dưa hấu trước khi trồng. Thưa chị Bình, thắc mắc này đã được các chuyên gia tư vấn như sau. Đối với hạt giống cây dưa hấu, trước khi gieo ươm, chị Bình cần xử lý như sau. Phơi hạt giống dưa hấu ngoài nắng nhẹ vài giờ, rồi ngâm hột trong nước ấm, pha tỷ lệ 2 sôi, 3 lạnh, khoảng 3 đến 4 giờ. Rửa sạch nhớt, dùng vải gói hạt đem vùi trong tro trấu hoặc rơm rạ, nơi có ánh sáng đầy đủ, lấy nước giữ ẩm thường xuyên. Sau 36 đến 48 giờ, hạt sẽ nhú mầm. Lúc đó, đem hạt gieo trực tiếp vào chậu trồng hoặc bầu đất. Nếu hạt giống vừa lấy từ kho lạnh ra thì cần thời gian ngâm hạt giống dài hơn, thông thường từ 6 đến 10 giờ. Tiếp theo sẽ là câu hỏi đến từ khán giả có số điện thoại 0984 3 số cuối 234 có hỏi. Cây xoài thu hoạch được 5 mùa, hiện tượng gần được thu hoạch thì trái bị nứt, đã dùng thuốc nhưng không hiệu quả, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Thưa khán giả, theo những mô tả mà khán giả gửi về cho chương trình, các chuyên gia chẩn đoán hiện tượng quả xoài bị nứt khi gần được thu hoạch là do hai nguyên nhân chính như sau. Thứ nhất là do thời tiết. Thứ hai là do bón quá nhiều phân, đặc biệt là đạm, kali làm mất cân đối dinh dưỡng, cộng với hiện tượng thiếu canxi, thành phần quan trọng trong cấu trúc vỏ quả, làm cho quả dễ bị nứt. Để khắc phục, khán giả cần làm như sau. Bón phân cân đối, bón sớm vào đầu vụ kết hợp với tưới đều, tránh để xoài bị hạn nặng. Không bón muộn hơn và bón thêm vôi bột từ 1 đến 1,5kg một cây hoặc CaSO4 hay phun CaNO32 vào tháng 3 đến tháng 4 cho xoài trồng trên vùng đất chua, độ pH thấp, thiếu canxi. Ngoài ra, có thể cây bị bệnh đốm do vi khuẩn Pseudomonas magifera gây do bệnh đốm vi khuẩn tấn công trong mùa mưa, gây hại trên lá, trái, cuống lá, cuống trái, cành non, nên cần sử dụng các thuốc gốc đồng để phun phòng trừ. Khán giả Trần Văn Chiến với số điện thoại 0868 3 số cuối 003 tại Đông An, Văn Yên, Yên Bái có hỏi: Bưởi đang ra hoa thì có xuất hiện nhện đỏ. Hỏi muốn phun thuốc sinh học để trừ nhện đỏ thì có ảnh hưởng gì đến hoa và chất lượng đậu quả không và cần sử dụng loại thuốc gì? Thưa anh Chiến, nếu cây bưởi có nhện với mật độ trung bình từ 4 đến 5 con trên một lá thì vẫn cần phòng trừ vào chiều mát và không ảnh hưởng đến hoa. Anh có thể dùng một trong các loại thuốc có hoạt chất Rotenon hoặc Madryn hoặc Diafenthiuron hoặc Abamectin, sử dụng theo hướng dẫn của từng thuốc, luân phiên thuốc, phun ít nhất 2 lần liền. Tiếp theo sẽ là câu hỏi đến từ khán giả Trần Trung Dũng với số điện thoại 0918 3 số cuối 111 tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên có hỏi. Trồng chanh tứ quý 4 năm tuổi, cây đang ra hoa và đậu quả, có hiện tượng vàng lá, một số cây cháy lá, hoa héo và quả không phát triển, ngoài ra bình thường, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Thưa anh Dũng, dựa vào những đặc điểm trên cây chanh như mô tả, các chuyên gia cho rằng cây đã bị bệnh do nấm gây hại, biện pháp khắc phục như sau. Bón thêm phân lân, kali, làm tăng khả năng đề kháng của rễ cây đối với bệnh và kích thích cây ra thêm rễ mới, cây phục hồi nhanh hơn. Cây mới chớm bệnh, tưới thiram hoặc benomin hoặc mancozeb cộng metalacin, liều lượng theo khuyến cáo. Nếu vùng đất có tuyến trùng, nên kết hợp giải Ethoprofos hoặc Cypermethrin cộng Mancozeb cộng Metalacin có hiệu quả rất cao, có thể thay thế Mancozeb cộng Metalacin bằng nhóm Chiazone, hiệu quả cũng rất cao. Bón phân chuồng hoai mục cộng chế phẩm Trichoderma để hạn chế bệnh này. Thưa bà con, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Khuyến Nông ngày hôm nay tại đây. Tổng đài 1900-6145 của chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến thắc mắc, đóng góp của bà con dành cho chương trình. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!